đó chính là cái bộ cơ quạt mà anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh em nằm ngủ thôi, anh em cũng có thể có được cho mình top 3, top 2, thậm chí là top 1 anh em ạ. 10 seconds later. Ok. Rồi anh em nhìn đâu vậy? Đi ngủ anh em ạ, đi ngủ đây. Xong rồi anh em ạ. Đợi đâu anh em ơi. Phải đi ngủ anh em ơi. Hello, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel cờ quạt của Tô Mỡ. Và chúng ta sẽ cùng đến với video clip cờ quạt mới nhất của Mỡ. Đây để Mỡ chuyển cam để cho anh em xem nha. Anh em chờ tí để Mỡ xếp cờ vào cái nào. Ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em một cái bộ cờ quạt về cơ bản nó rất là thú vị. Đó chính là cái bộ cờ quạt mà anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh em nằm ngủ thôi, anh em cũng có thể có được cho mình top 3, top 2, thậm chí là top 1 anh em ạ. Anh em nghe có vẻ là thấy bị điêu điêu đúng không anh em? Nhưng ngày hôm nay Mỡ sẽ mang đến cho anh em là những người không biết chơi cờ đúng không? Anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bộ cờ này nó dễ lắm anh em ạ. Đến cái mức mà chúng ta nằm ngủ chúng ta vẫn có thể top 1 được mà anh em. Rồi, thì cái điều đầu tiên mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em ở cái bộ cờ này này, đó chính là anh em sẽ cần phải có cho mình đó là cái con chỉ huy thát. Với cái điểm tài năng thứ 3 của nó, chỉ huy thát với cái điểm tài năng thứ 3, nếu như anh em chưa biết ý, đấy là cái con giống kiểu như cái con đệ của Glue này này. Nó sẽ có tác dụng ở đây, đó chính là nếu như mà anh em nó gọi là cái gì nhỉ? Đạt được đến cái level 8 thì khi đó anh em sẽ có được cho mình đó là cái việc gọi là unlock ra được một cái cửa hàng thần bí. Và khi đó anh em sẽ không cần phải mua cờ nữa, anh em sẽ không được phép mua cờ, đúng nghĩa là như vậy luôn. Mà cái con thang này nó sẽ cho anh em cờ tương ứng với những cái con mà anh em đang có trên bàn cờ. Đấy, mỗi lần nó sẽ cho anh em 3 con. Đấy, nhưng mà cái con thang này ở trong cái bản cập nhật gần đây nhất là theo như thông tin mà Mỡ nhận được ý là nó bị giảm sức mạnh đi rồi. Nhưng bởi vì cái bộ cờ này nó thú vị quá cho nên là Mỡ làm video clip và Mỡ mang đến cho anh em xem luôn. Ok, thì cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái con thát này, đó chính là anh em cần phải build cái bộ cờ để mà anh em có thể vừa ngủ mà vẫn top 1 được. Đó chính là bộ cờ đầu tiên chúng ta phải lấy là dã thú. Cái con mà chúng ta cần phải ưu tiên lấy ở đây đó chính là con bê lê dịch. Anh em hiểu không ạ? Dã thú kèm thêm vào đó là bộ độc tố. Đấy, tức là cái bộ cờ của chúng ta chỉ có dã thú và độc tố thôi. Dã thú thì cần 3 con, độc tố thì cần 4 con, được chưa ạ? Và khi mà anh em kích hoạt, đó là kích hoạt cái điểm tài năng ở phía bên nhánh bên trái của cái bộ độc tố đấy. Đấy, và dã thú thì anh em có thể tưởng tượng ra được những cái con như nào anh em? Dã thú thì anh em có thể tưởng tượng ra được đấy là cái con Akai, Grock với cả Beleric, được chưa ạ? Còn bộ độc tố thì nó sẽ quay 4 con: Hali, Gilson, Grock và thêm vào đó là con Hanabi. Được chưa? Thì nếu như mà trong trường hợp anh em đỏ, anh em không cần 4 con ý, mà anh em có thể kích được thêm phúc độc tố thì anh em chỉ cần 3 con thôi. Và cái nhiệm vụ của cái bộ cờ này, cái cách chơi bộ cờ này cũng rất là dễ anh em ạ. Đó chính là anh em chỉ cần đạt được cho mình đó là cái việc có được 3 dã thú và 4 độc tố. Đấy, anh em chỉ cần lấy đủ 4 con là như vậy thôi. Và tích lũy vàng sao cho anh em có thể roll lên được roll lên được cái gì nhỉ? Cái cấp level 8. Bởi vì khi mà anh em đạt được đến cái cấp level 8 thì anh em sẽ bước vào cái trạng thái cửa hàng thần bí. Nó đã giảm sức mạnh rồi. Ngày xưa là cái con thát này nó đã bị giảm sức mạnh đi khá là nhiều. Ngày xưa con thát là nó hình như chỉ cần đến level 5 hay level 6 ấy, nhưng bây giờ hình như đã phải cần đến level 8 để mà anh em có thể bước vào cái trạng thái cửa hàng thần bí rồi. Ok, thì đấy là cái nội dung của video clip Mỡ đang tưởng tượng để mang đến cho anh em trong cái video clip này. Còn thì trận đấu này có được hay không thì Mỡ chưa biết. Chỉ biết rằng là Mỡ mới đang tìm được manh nha những con dã thú. Mỡ đang chơi tạm dã thú tinh linh và Mỡ cũng đang muốn mất máu để mà Mỡ có được cho mình những cái tình huống lấy cờ, anh em hiểu không ạ? Ok. Dã thú tinh linh thì về cơ bản bộ này cũng đang là một trong những cái bộ khá là khỏe ở trong cái chế độ chơi cờ này. Ở thời điểm hiện tại mục tiêu của chúng ta là đang đi tìm bộ dã thú độc tố. Cho nên là Mỡ sẽ đi tìm dã thú tinh linh trước. À quên mất, Mỡ sẽ cầm dã thú tinh linh để cho cứng trước. Rồi sau khi mà xong dã thú tinh linh thì Mỡ sẽ đi tìm gọi là dã thú độc tố sau. Chưa thấy có con độc tố nào anh em ạ. Đấy.
Cái điều đầu tiên anh em cần phải quan tâm ý, đó là khi mà ở trong cái turn hồ vận mệnh như thế này này, nếu có thể thì anh em hãy lấy những cái món như là đồ kiểu như là băng thạch, được chưa? Hoặc là giáp cho nó cứng. Bởi vì cái bộ này yêu cầu anh em càng cứng càng tốt. Anh em càng cứng bao nhiêu thì anh em sẽ làm cho cái địch nó càng lên bảng điểm số bấy nhiêu. Bởi vì cái đam của chúng ta là đến từ bộ độc tố rồi. Anh em hiểu không ạ? Và cái nữa đó chính là nếu như mà chúng ta có thể mà turn này nó ra Hanabi này, thì anh em phải lấy Hanabi 5 sao nha. Thì anh em phải lấy. Bởi vì nếu lấy được Hanabi sớm thì anh em sẽ kích được bộ độc tố sớm. Kích được bộ độc tố sớm thì đam của anh em sẽ đến sớm hơn. Và anh em sẽ có được cho mình cái tỷ lệ mà rất cao. Đấy, anh em hiểu không ạ? Có một cái điều nữa mà mỡ muốn chia sẻ với anh em ở trong cái trận đấu này, đó là trước khi mà anh em có thể tiến đến cái giấc ngủ của anh em ý, thì anh em sẽ cần phải có cho mình đấy là cái gì anh em? Phải có được cho mình đấy là cái bộ dạ thú độc tố trước đã. Cầm được cái bộ đấy thì anh em mới đi ngủ được. Anh em hiểu không ạ? Chứ bây giờ anh em chưa đi ngủ ngay được đâu. Chúng ta vẫn sẽ phải chơi cờ như bình thường. Chứ bây giờ gọi là tôi hướng dẫn anh em chơi cờ rồi tôi lại bảo anh em đi ngủ luôn thì nó lại bị sai quá anh em ạ. Nó không đúng một tí nào cả đâu. Ok, chỉnh lại cái mic cho nó hợp lý cái nào. Ok, được rồi. Mỡ xem nào. Trận này thì mỡ đang đối đầu với cả team bạn có gì đây? Siêu nhân với cả bộ kiếm khách. Ui, meta này siêu nhân pháp sư nó làm cái bộ gì đều quái thai cực kỳ luôn anh em ạ. Thậm chí nó còn bán cả cái bộ này của mỡ. Nhưng bộ siêu nhân thì anh em không vừa chơi vừa ngủ được, cho nên là mỡ sẽ dành thời gian để mà mỡ làm về bộ siêu nhân sau cho anh em nhá. Còn ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn sẽ đi tìm một cái bộ vừa chơi vừa ngủ, nhưng mà có lẽ rằng mỡ sẽ phải đổi bộ khác thôi anh em ạ. Bởi vì anh em có thể nhìn thấy đúng, chả thấy có con độc tố nào cả, chả hiểu kiểu gì luôn, thấy toàn dã thú. Đấy, đây rồi, tìm được độc tố rồi. Nhưng mà anh em nên lưu ý rằng là chúng ta không roll xuống dưới 20 vàng nhé. Anh em hãy nhìn cái lượng vàng trên đầu mỡ này. Nếu như mà anh em roll xuống dưới 20 vàng ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là anh em sẽ nó gọi là cái gì nhỉ? Anh em sẽ không được tối đa một tơn vàng mỗi lượt, anh em hiểu không ạ? Đấy. Thì bây giờ chúng ta phải tích lũy. Đấy. Với cả căn bản tầm này bộ cờ của chúng ta đã khá là khỏe rồi, cũng không quá là thọt đến cái mức mà chúng ta cần phải roll thêm làm gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là vẫn đi up slot để mà có được thêm cho mình, đó là những cái slot để đưa cờ vào anh em nhá. Bây giờ mới level 5. Sau turn quái mỡ sẽ up lên level 6. Anh em hiểu không ạ? Và vẫn đang trên hành trình đi tìm độc tố. Còn trong trường hợp đấy mà không tìm ra độc tố thì chơi tinh linh cũng ok làm anh em. Chơi tinh linh cũng ok. Xem anh em nhá. Đép được. Thanh niên này 100 máu chẳng qua là không gặp phải ai đánh được thôi, chứ gặp mỡ là bay ngay. Đấy anh em thấy không ạ? Được 6 vàng bình thường và 4 vàng bổ sung là được 10 vàng một tơn. Đấy, bây giờ bắt đầu mỡ lấy Akai về này, lấy Grock về này. Đấy rồi. Có Gilson. Đấy rồi. Hay quá, từ từ anh em nha, bình tĩnh. Đừng bao giờ nhìn những cái con cờ đấy, nó che mờ cái lượng vàng tích lũy của anh em. Tí nữa xong tơn này là chúng ta sẽ lấy hai con Grock về, anh em hiểu không ạ? Và up slot lên luôn, vẫn giữ được cho mình đó là 4 lượng vàng tích lũy. Đấy là cái mẹo khi mà chơi cờ đấy anh em ạ, anh em cần phải lưu ý. Dĩ nhiên là mấy ông pro, mấy ông ý biết hết mấy cái này rồi, không cần phải đến lượt mỡ, nhưng mà kiểu mỡ vẫn muốn gọi là chia sẻ đến cho anh em để mà anh em nắm được thôi. Đó, ok. Thật ra trong cái kiểu chơi cờ như này anh em biết không ạ? Là anh em biết mỡ sợ nhất cái gì không? Mỡ sợ nhất bọn siêu nhân, thật siêu nhân pháp sư. Nhưng mà cái bộ này không hề sợ bộ tinh linh một tí nào cả. Bộ dã thú độc tố ấy, anh em mà lên được tinh linh tuổi cái lông nách luôn. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện về sau, khi mà anh em có được cơ hội để mà anh em gọi là lên đủ cờ. Còn thì mỡ không đánh giá rằng là cái bộ cờ này nó bất tử, nó vô địch đâu anh em ạ. Ok. Đấy anh em thấy không ạ? Lấy Grock về rồi này, up Grock lên rồi này, up slot lên rồi này. 19 vàng đúng không? Không sao cả. Kích độc tố cái nha. Turn này mà win là được cộng thêm 1 vàng là vẫn giữ được lợi tức 20 vàng. Đấy, anh em thấy không ạ? Chơi game là chúng ta phải tính toán khá nhiều. Mỡ không phải là một cái người quá dành chơi cờ, nhưng mà mỡ lại là một cái người mà có thể mang đến cho anh em nhiều cái góc nhìn thú vị về cờ. Nên là anh em hoàn toàn có thể gọi là cân nhắc để mà anh em gọi là chơi cờ nha. Ở kìa, con trà đang nằm cạnh mỡ anh em ạ. Thôi để tí nữa gọi là mỡ cứ chơi xong đã nhá. Xong rồi có gì đến cái lúc mà kiểu chúng ta có thể nằm yên, chúng ta không cần phải sờ và chúng ta chơi ấy, thì chúng ta vứt máy đấy cho máy nó tự chơi, bởi vì tầm đấy là auto win rồi anh em ạ. Để xem nào. Em thấy không? Xuôi. Team này có dã thú ở Beleric là rất cứng. Và bên cạnh đó nó còn có gì anh em? Đam ở đây không phải đến từ đòn tánh tay, mà đam ở đây là đến từ độc tố đang đốt máu kẻ địch, anh em nhìn kìa. Em thấy không ạ? Đấy. Bộ tinh linh thì có thể nằm xuống đúng không? Nhưng độc tố là vẫn còn. Đấy. Ui sổ ơi, team bạn đắp mộ cục tình. Đánh rất khó để mà có thể hạng đi được cái bộ này. Thì ở thời điểm hiện tại mới nghĩ là có hai cái bộ mà bộ này nó sẽ ngán. Thứ nhất là bộ pháp sư siêu nhân. Và cái thứ hai là bộ Freya. Đây rồi, Harley đây rồi. Tìm thấy được Harley rồi. Tìm thấy được Gilson rồi. Chắc là bán đi nhở. Bây giờ mỡ sẽ đưa ấy vào anh em nhá.
mợ sẽ đưa hết bộ tinh linh ra và mợ sẽ lấy độc tố vào. U dồ ôi, Akai lên 3.000 của uy tín chất lượng thực sự luôn anh em ạ. Bây giờ là bắt đầu có 3 độc tố, 3 dạ thú rồi. Bây giờ việc của chúng ta làm gì anh em? Hy vọng rằng đến cái turn hồi vận mệnh tiếp theo là có Hanabi. Đưa Hanabi vào, được chưa ạ? Kích cái điểm tài năng của bộ độc tố nhánh bên trái. Rồi chúng ta gọi là ngồi chơi xe nước rung đùi rồi. Tầm này là sổ win nói. Tầm này ôi sổ ôi. Ôi sổ. Ôi sổ ôi. Ôi sổ ôi. Ôi sổ ôi. Team bạn trông có vẻ hạ bụng người team mỡ. Nhưng ôi sổ ôi, con Akai nó còn cứng với cả con Beric. Con Beric kia 1 sao nha. Trông nó nhiều màu thế thôi nhưng nó 1 sao đấy anh em ạ. Nó không hề khỏe đâu. À, ý là nó khỏe vãi nồi luôn anh em ơi. Ở thời điểm hiện tại máu của mỡ nó vẫn đang là 69 anh em kìa. Rồi, Harley đây rồi. Fusion đây rồi. Bắt đầu team mỡ có những động thái nó bắt đầu gọi là tỏa nắng rồi anh em ạ. Cho thêm một con tanh vào nữa nha. Đấy, đến thời điểm hiện tại là mỡ chưa kích cái điểm tài năng của con chỉ huy thát đâu. Bởi vì đến level 8 thì mới kích được anh em ạ. Cho nên chúng ta vẫn cứ chậm chậm mà tiến thôi anh em nhá. Mới được có level 6 thôi. Đấy, mỡ sợ nhất là cái bộ của cái thằng này này. Cái bộ thằng này là rất là đáng sợ này. Bộ này là bộ siêu nhân pháp sư. Bộ siêu nhân pháp sư có thể nói là đang rất là khỏe ở thời điểm hiện tại anh em nhá. Nó có giáp, nó có đam, nó có hồi máu luôn anh em ạ. Bộ siêu nhân pháp sư đấy, mà không nói đùa đâu. Chắc là trong thời gian tới là mỡ sẽ có thời gian mỡ sẽ làm cái bộ siêu nhân pháp sư đấy cho anh em xem. Xem nào. Đây là bộ gì đây? Đây là cũng là bộ pháp sư. Cũng là bộ pháp sư. Nhưng mà bộ này thì chưa ăn thua. Bộ này chưa ăn thua anh em ạ. Bộ này chưa ăn thua. Anh em thấy không? Cái lối chơi của mỡ lúc nào cũng duy trì cái lợi tức của mỡ ở mức 27 vàng. Không bao giờ có chuyện mỡ để lợi tức vàng của mỡ thấp hơn. Để mỡ đi rôn cờ. Bây giờ làm gì anh em vẫn tiếp tục lên level thôi. Hình như level 7 là được unlock rồi anh em. Hay sao anh em ạ? Hay level 8 nhỉ? Tôi không nhớ lắm. Nhưng mà level 7, mỡ nghĩ là level 7. Xem này. Turn xong là mỡ up slot anh em nha. Turn xong là mỡ up slot. Hoặc là xong turn này. Đây rồi. Cô em Hanabi của mỡ đây rồi. Trời ơi, làm mấy cái video clip mà hướng dẫn anh em mà lúc nào kiểu nó cũng thuận lợi như này có phải đỡ mất thời gian không ta? Đừng lấy Hanabi của mỡ nha. Đây rồi, em Hanabi của mỡ đây rồi anh em ạ. Mỡ húp được em Hanabi của mỡ rồi. Kích được độc tố anh em nha. 4 độc tố anh em ạ, thơm lừng. Ông nào đỏ ông kích được độc tố sớm hơn thì hên thôi. Nhưng mỡ nghĩ là lý tưởng anh em vẫn nên lấy Hanabi. Bởi vì Hanabi khá ngon. Mỡ lấy anh em nha, từ từ để mỡ xem nào. Bỏ Grog ra ngoài. Đó, kích cái khói độc anh em nha. Khói độc chứ không phải kích độc đâu nha. Khói độc anh em ạ, khói độc nó sẽ ngon hơn. Bởi vì vừa vào trận phát ấy, nó phủ khói độc lên cho team bạn luôn. Mắc ngon anh em ạ. Mắc ngon luôn. Để mỡ xếp lại cờ anh em ơi. Được chưa ta? Ok, roll cờ này. Fusion lấy về này. Bây giờ chỉ có lấy cờ độc tố thôi. Đấy, không dài thôi anh em nha. Không dài thôi. Mở xem nào. Chưa, tầm này chưa FK được anh em ạ. Tầm này phải thêm một tí nữa thì mới FK được anh em ơi. Cảm giác tầm này chưa FK chưa đi ngủ được. Mình nói là mình đi ngủ mình vẫn phải gọi là chuẩn bị bộ cơ mình nó chỉn chu một tí anh em hiểu không ạ? Anh em thấy không? Đấy, tầm này là khỏe rồi. Khỏe đúng số tầm. Thật ra là tầm này có thể gọi là buông tay các thứ các kiểu không cần phải sờ vào rồi anh em ạ. Nhưng mà vẫn phải cần gọi là up để mà đẩy nó lên cái bật kích được cái điểm tài năng của cái con chỉ huy tháp này thì mới yên tâm. Chứ tầm này là đã khá là khỏe rồi anh em ạ. Xem nào. 14 vàng cộng thêm 21 là 35 up slot luôn. Đấy, lên 19 vàng là ok la rồi. Một turn nữa anh em ạ. Phải đến level 8 mới ngủ được nha. Đấy, bây giờ cái con thát này nó bị giảm sức mạnh rồi. Phải đến level 8 của chúng ta mới ấy được. Nhưng cái bộ cờ này anh em có thể nhìn thấy khá là đơn giản đúng không? Anh em chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Đấy, bộ cờ của mỡ với các bạn nó chỉ có như thế thôi. Chỉ có Beleric này, rồi thì Akai, Grog. Xong rồi thêm bốn con ấy nữa là con Harley, rồi thì Harley, rồi là Gilson, rồi thì Hanabi đấy. Thế rồi. Dĩ nhiên là bên cạnh cái bộ này anh em có thể gọi là tìm cách phát triển thêm bằng những cái bộ khác. Nhưng mà ở trong cái trận đấu này, trong cái khuôn khổ của cái video clip này, có lẽ là mọi sẽ chỉ lấy những cái con tướng này thôi. Để cho anh em thấy được rằng là cái sức mạnh của bộ cờ này như nào. Còn tiện đường công tác anh em có thể build thêm nhiều bộ khác, bộ xạ thủ, rồi thì bộ đông vũ hay bộ gì đấy xung quanh cũng được. Mà anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Uầy, mặc dù team bạn khá khỏe, đang là máu top đây anh em, nhưng mà vẫn lo được.
Đấy, đi mười mấy máu rồi anh em ạ. Em chờ mọi tí nhá. Đang live thì tự nhiên lại bị phá anh em ạ. Nhưng thôi không sao. Trận đấu này thì mỡ đang thấy cái đứa mà mỡ sợ đâu anh em nhở? Cái đứa mà mỡ sợ là thằng Malapalapa kìa. Anh em thấy có thằng con trai kiểu vuốt vuốt đầu tóc không? Thằng đấy là thằng mỡ sợ anh em ạ. Chắc up slot luôn nhá. Up luôn anh em ạ. Up luôn để còn đi ngủ. Up luôn đi. Up luôn để còn chuẩn bị đi ngủ đấy anh em này. Từ từ nhá. Roll để xem nhá. Roll. Đấy rồi, 30 vàng rồi. Up luôn. Yo. Kích chiều cuối luôn. Đấy anh em thấy không ạ? Ui sổ ôi. Khi mà kích chiều cuối xong là chúng ta sẽ nhận được luôn 3 vị tướng mới. Và chúng ta sẽ có thêm một slot mới. Từ từ anh em bình tĩnh. Xong cái tơ này rồi đi ngủ anh em nha. Xong cái tơ này rồi đi ngủ. Từ từ xếp thế như nào đã. Xếp lại cờ rồi đi ngủ. Chuẩn bị đi ngủ anh em ạ. Đấy tầm này là win rồi. Tầm này tỷ lệ win phải đến gọi là đúng như cái lượng máu của mỡ con luôn. Tỷ lệ win phải đến 69,96% rồi anh em ạ. Thôi đánh đốt xong rồi chuẩn bị đi ngủ nè. Em thấy không? Nhiều anh em khi mà nhìn vào bộ cờ này anh em sẽ thấy là cái bộ cờ này nó không có đam. Có đây anh em ạ. Anh em nào mà kiểu chơi bộ độc tố này anh em biết. Khi mà anh em được 4 cộng dồn độc tố nha, nó đốt 9% máu tối đa theo thời gian anh em ạ. Kinh khủng lắm. Xem nào. Lấy thiết bị nhân bản anh em nhá. Lấy rồi chắc là cho con Hanabi anh em ạ. Chắc là cho Hanabi nha. Chắc cho hết Hanabi luôn. Ok. Nhà cờ này. Rồi hay. Lên Beric 2 là ngon rồi. Hanabi lên 2 này. Cho Hanabi đồ này. Ok. Xếp cờ tí này. Ok chưa ạ? Để từ từ xếp xong rồi như nào thì xong rồi mình đi ngủ nha. Đây này. Ok. Rồi. Ok anh em ạ, đi ngủ. Ôi như này win rồi anh em. Không cần phải làm thêm nhiều đâu anh em ạ. Xếp đồ một tí nha. Chỉnh lại đồ một tí. Được chưa ạ? Từ từ nhỉ, anh em chờ mỗi tí. Này đi ngủ được chưa ta? Ok. Xôi anh em nhìn đâu về. Đi ngủ anh em ạ, đi ngủ đây. Xong rồi anh em ạ. Sợ đâu anh em ơi. Vậy đi ngủ anh em ơi. Bye nha. Anh em nha, bình tĩnh. Đấy, nhưng mà tôi cũng demo cho anh em rồi đúng không? Là anh em hoàn toàn có thể gọi là vừa chơi vừa ngủ với cái bộ cờ này được anh em ạ. Từ từ để tôi lấy hộp vận mệnh đấy anh em nha. Thôi ngủ thế thôi anh em ạ, ngủ thế thôi. Tại vì trận đấu này nó cũng đang khá là căng.
đấy. Tôi đang chưa có cảm giác có thể gọi là auto win được, mà thật ra là được, thật ra auto win được. Thật là lấy cái gì rồi nhỉ? Chắc lấy cái chiến dịch Berserker à? Lấy cũng được anh em ạ. Đấy, được cái chơi cái bộ này nó nhàn anh em ơi, không cần phải tìm tướng tự ra, đấy là ưu điểm của con tháp. Đấy, nhưng mà cái bộ này như mới chia sẻ với anh em rồi, nó không phải là bộ bất khả chiến bại đâu. Bộ này thua khá nhiều bộ, bộ này thua khá nhiều bộ anh em ạ. Đấy, nhưng mà về cơ bản được cái chơi bộ này nó nhàn, nó giải trí. Ok, quên mất. Nói chung là cũng hên, nhưng mà hơi xui. Hên là vì con Akai nó lên 3 sớm, nhưng xui là bởi vì kích độc tố các thứ các kiểu nó không được thuận lợi lắm anh em ạ. Anh em hiểu không? Đấy, anh em nhìn này, có khả năng thua nha, thấy chưa? Cái bộ này là bộ mỡ sợ này, anh em này. Bộ pháp sư, pháp sư khỏe lắm. Quá ơi, thua anh em ạ. Mỡ là mỡ đánh giá khá cao meta cờ thời điểm hiện tại. Khi mà những cái bộ cờ, từ từ anh em nha, bỏ cái này ra nhỉ. Ok, mỡ đánh giá khá cao cờ meta hiện tại, khi mà cờ nó đang tương đối đồng đều ý, nó không có một cái sự gì đấy nó vượt trội, nó đều lắm anh em ạ. Tức là cái bộ này nó sẽ khắc chế bộ kia, còn bộ kia nó sẽ bị bộ khác khắc chế. Đấy, ví dụ như là cái bộ độc tố này khắc chế bộ tinh linh. Anh em biết tinh linh bây giờ rất mạnh đúng không? Nhưng tinh linh thì bị bộ này khắc chế tinh linh, nhưng mà bộ này thì bị bộ sát thủ với cả siêu nhân khắc chế. Đấy, nó lại làm vòng như thế. Và nó sẽ yêu cầu anh em sẽ có được cho mình đó là nhiều những cái sự tư duy với cả những cái sự xếp cờ và chọn cờ hơn. Đấy, anh em thấy không ạ? Suýt thua. Đấy. Hay. Hay quá. Hay, thằng Malapala kia thì đang bị thằng Johnny bu hành. Anh em thấy không? Thằng Malapala kia là bị Johnny bu hành. Bởi vì thằng Johnny bu ấy lúc nãy mỡ có nhìn là nó chơi bộ đấu sĩ, nhưng thằng Johnny bu lại bị mỡ hành. Anh em hiểu không ạ? Nhưng sau khi mà thằng Johnny bu kia bị mỡ hành thì mỡ lại hành được thằng Malapala luôn. Đấy, nó là một vòng luẩn quẩn anh em ạ. À đâu nhầm, nó là một vòng khắc chế. Ok, chắc là mỡ sẽ bán, mỡ sẽ bán con Hanabi đi để cho Gyujin vào, bởi vì Gyujin sắp lên 3 rồi, trong khi đấy Hanabi mà chỉ có mấy con thôi. Đấy, vừa vào nó feed độc cái anh em ạ. Ngon. Độc có ăn được cái con quái không nhỉ? Hình như có, độc có ăn con quái. Đam nó rất là nhỏ, nhưng mà nó tụt đều anh em ạ. Đam nó nhỏ nhưng nó tụt đều. Đấy, ngon ngay anh em ơi. Đấy, dạy như ý nhỉ. Không đam cho Hanabi. Toàn đồ chán anh em ạ. Thật, được những cái băng thạch và mỡ lấy là ngon, còn lại toàn đồ chán. Cái gì đây? Ui trời, quá ngon, ngon quá anh em ạ. Xem lại cờ một tí nha. Rồi, bây giờ nha, nếu như mà muốn win ý thì phải hạ được thằng Jodibu, phải hạ được thằng Malapala, thằng Mapalapa. Còn mỡ thì mỡ đủ máu để mỡ chơi, nhưng mà mỡ chưa biết được là cái kèo này nó sẽ đánh như nào đâu. Đang chờ xem, chưa chắc thắng anh em ạ, chưa chắc thắng. Bởi vì cái bộ này mỡ đã nói rồi, nó ngại bộ siêu nhân. Đấy, bộ thằng này là bộ đấu sĩ với cả pháo thủ này. Mỡ không ngại bộ này, bởi vì dã thú mỡ đủ cứng. Đốt máu kinh lắm anh em ạ. Đấy, đấy, thằng này thì không ăn thua, thằng này mỡ lo được anh em ạ. Dư. Quan trọng là cái thằng kia cơ. Ơ, ăn được luôn kìa. Trời ơi, xịn sò con bò. Ơ, chưa hạ được nó anh em nhỉ. Chưa hạ được nó anh em này. Ok, 4 máu anh em ạ. Có khi nào bị lật kèo không ta? Có khi nào bị lật kèo không anh em? Chắc là đang chờ nhá. Xem nào. Gyujin lên 3 này. Cờ của mỡ mạnh đấy, lực chiến 116 đấy anh em ạ. Mỡ vẫn thua. Mỡ vẫn cảm giác là thua bởi vì mỡ sợ bộ này lắm. Cái bộ siêu nhân kiếm khách bây giờ nó tạo đột phá kinh lắm. Con SM anh em. Xem nào, lúc nãy còn hàng Nga suýt chút nữa nó hạ mỡ, nó đam chính hàng Nga khỏe vãi. Đốt máu anh em kìa. Chơi nha, mỡ đang công nó này. Em thấy không? Em thấy bộ pháp sư với cả siêu nhân chưa? Kinh không? Đã, ôi, con SM nó còn cứng kìa, nó còn sống kìa. Ôi,
Đấy, anh em thấy mợ ấy chưa? Sợ chưa? Thua à? Thua không ta? Thua không ta? Ôi win rồi anh em ơi. Oh yeah baby. Thế đấy anh em ạ. Thêm một tí nữa thôi là cái bộ này nó hẹo ngay. Nhưng không sao, cái bộ này là mợ cũng đã mang đến và trải nghiệm khá là ok la cho anh em rồi đúng không anh em? Quan trọng nhất là cái bộ này nhìn 3 sao sướng. 1, 2, 3, 4, 5 con 3 sao. Xong rồi thì bộ cờ rất dễ build, rất dễ chơi, rất dễ trúng thưởng, có thể ngủ được luôn anh em ạ. Không biết là quan điểm của anh em như nào sau khi xem hết video clip này về bộ cờ này. Thì mỡ nghĩ rằng anh em nào mà chưa có thời gian chơi cờ hay không có nhiều gọi là cái cơ hội để chơi cờ thì hoàn toàn có thể gọi là làm cái video clip hay là vào chơi cờ thử giống như những gì mà mỡ chia sẻ anh em nha. Khá là đơn giản và dễ dàng anh em ạ. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh anh em nha. Peace again.